Sau gần 2 năm gián đoạn, ngày 19 tháng 5, công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos đã nối lại chuyến bay đưa một số nhà thám hiểm lên vũ trụ. Đáng chú ý, trong chuyến bay này, một cựu phi công 90 tuổi đã trở thành người cao tuổi nhất từng bay vào vũ trụ. Tàu vũ trụ New Shepard NS-25 đã được phóng lên lúc 9:36 sáng giờ địa phương, 21:36 giờ Việt Nam, từ căn cứ Lansawan ở phía tây bang Texas, Mỹ. Trong số 6 người trên tàu, có ông S. Dwell, 90 tuổi, cựu phi công của lực lượng không quân Mỹ, người cũng từng suýt trở thành phi hành gia da màu đầu tiên của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA hồi những năm 60 của thế kỷ trước. Với chuyến du hành này, ông đã trở thành người cao tuổi nhất từ trước tới nay bay vào vũ trụ. Dịch vụ này đã bị gián đoạn từ ngày 12 tháng 8 năm 2022 khi một tàu vũ trụ New Shepard đột ngột phát nổ ngay sau khi cất cánh. Tàu New Shepard là hệ thống tên lửa nhỏ có thể lái, sử dụng, đóng vai trò như một bước đệm cho những khát vọng khám phá không gian sâu hơn, bao gồm phát triển tên lửa hạng nặng và tàu đổ bộ mặt trăng. Đây là chuyến bay thứ 7 chở khách vào vũ trụ của Blue Origin. Đến nay, các tàu New Shepard đã đưa 31 người vào vũ trụ.